Ông Hà Quốc Quân, giám đốc tư vấn dự án nhận chìm bùn xuống vùng biển Bình Thuận của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bị cách chức. Quyết định trên do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương ký và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. Ông Hà Quốc Quân bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do thành lập và quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân cũng như kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Ông Hà Quốc Quân bị đình chỉ công tác 15 ngày trước khi nhận quyết định bị cách chức ngày 10 tháng 8. Xin được nhắc lại, hồi cuối tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn xuống vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, dự án này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ vì giới khoa học lo ngại có thể gây nên thảm họa môi trường. Vào ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét xử lý đúng quy trình của pháp luật đối với dự án nhận chìm buồn nạo vét tại vùng biển Bình Thuận của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Đồng thời cũng yêu cầu Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương đánh giá toàn diện tác động môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án này.